Xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin thị trường tiêu dùng số 160 của TV Pháp Luật. Bản tin hôm nay sẽ mang đến những nội dung đáng chú ý sau đây. Festival Hoa Kiển SADEC lần thứ nhất sắp diễn ra tại Đồng Tháp. Lô cua Cà Mau chế biến sẵn đầu tiên được mở bán tại Mỹ. Ngành dệt may Việt Nam nỗ lực hướng mốc 44 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Thịt bò và heo hơi quay đầu giảm giá mạnh cuối năm. Kính thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới cập nhật, hiện công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Kiển lần thứ nhất năm 2023 diễn ra tại Đồng Tháp đã bước vào những công đoạn cuối cùng. Tất cả đã sẵn sàng để kịp cho lễ khai mạc diễn ra vào ngày 30 tháng 12 tới. Đây được xem là sự kiện trọng đại, tôn vinh làng nghề 300 năm tuổi và người trồng hoa tại khu vực trồng hoa kiển lớn nhất miền Tây, làng hoa SADEC. Festival Hoa Kiển SADEC lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 1 năm 2024 với nhiều hoạt động văn hóa du lịch ấn tượng được tổ chức xoay quanh 9 chương trình chính gồm hội thi trang trí cổng hoa, đường hoa, vườn hoa công sở đẹp, không gian hoa kiển, trưng bày triển lãm sản phẩm hoa kiển trong nước và quốc tế, sản phẩm OCOP của các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp, tôn vinh người trồng hoa kiển SADEC, hội thảo nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng hoa kiển, hội nghị kết nối giao thương các sản phẩm hoa kiển, hội thi thời trang hoa với chủ đề sắc hoa bên dòng Sa Giang và lễ khai mạc bế mạc Festival Hoa Kiển SADEC. Thành phố SADEC đã tập trung triển khai đầu tư, chỉnh trang, hoàn thành các dự án mở rộng quảng trường và cải tạo công viên hoa SADEC, chỉnh trang đô thị, các điểm du lịch, vận động các hộ dân trên địa bàn tham gia trồng hoa kiển trang trí, đồng thời đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng không gian đón tiếp phục vụ khách. Bên cạnh đó, làm mới và nâng chất lượng sản phẩm dịch vụ, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh trên địa bàn. Được biết, đây là hoạt động nhằm tôn vinh nghề trồng hoa kiển SADEC, phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm hoa kiển, ngành hàng chủ lực của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, đồng thời góp phần xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, đất sen hồng đến với du khách gần xa. Theo đó, hiện diện tích trồng hoa kiển tại SADEC tăng từ 650 ha lên 950 ha, hơn 2.000 loại hoa cây kiển các loại trên 4.000 hộ trồng hoa, trong đó có hơn 200 cơ sở sản xuất kinh doanh hoa kiển, thu nhập bình quân 150 triệu đồng trên một người trên một năm, tổng giá trị sản xuất trên 3.000 tỷ đồng trên một năm. Vừa qua, lô cua Cà Mau chế biến sẵn đầu tiên được xuất chính ngạch sang Mỹ đã chính thức lên kệ siêu thị với giá bán được niêm yết từ 1,3 triệu đồng một ký. Đây là lần đầu tiên cua Cà Mau mang thương hiệu Việt Nam trên kệ siêu thị Mỹ. Được biết, lô hàng do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vua Cua xuất khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không, gồm cua Cà Mau và ốc hương chế biến sẵn, đông lạnh. Người tiêu dùng chỉ cần rã đông, hâm nóng là có thể dùng ngay. Đại diện Vua Cua cho hay, để sản phẩm này được xuất chính ngạch qua Mỹ, doanh nghiệp mất 2 năm nghiên cứu và hoàn thiện pháp lý. Toàn bộ số hàng đợt đầu tiên sẽ được bán tại 200 điểm bán, chợ và siêu thị, phục vụ cộng đồng người Việt và châu Á tại Mỹ. Lô đầu tiên này nằm trong đơn hàng được đối tác tại Mỹ đặt với số lượng 21.000 con cua Cà Mau, tương đương 11 tấn. Từ lâu, cua Cà Mau đã trở thành đặc sản nổi tiếng, rất được ưa chuộng tại thị trường trong và ngoài nước. Tháng 6 năm 2022, sản phẩm cua Cà Mau đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Từ năm 2023, cua được xác định là ngành hàng chủ lực hàng đầu của tỉnh Cà Mau, chỉ đứng sau tôm. Hiện mỗi vùng nuôi của tỉnh cũng đã xây dựng nhãn hiệu riêng. Trên mỗi con cua của các cơ sở kinh doanh đều đã gắn tem truy xuất nguồn gốc. Hiện cua Cà Mau sống của Việt Nam đã xuất sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, nhưng sản lượng vẫn còn khá thấp.
tỉnh cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm các đơn hàng xuất khẩu lớn. Kính thưa quý vị, sau thời gian dài gặp khó khi thị trường và sản lượng xuất khẩu thu hẹp do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, mới đây tại Hội nghị tổng kết ngành dệt may năm 2023 và định hướng trong năm 2024, đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã đề ra mục tiêu cho ngành dệt may trong năm 2024 tới là sẽ xuất khẩu được 44 tỷ đô la Mỹ, tức tăng 9,2% so với năm 2023. Theo báo cáo từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, gọi tắt là VITAS, nếu như năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 44,4 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 10% so với năm 2021, sang đến năm 2023, ngành dệt may phải đối diện với nhiều thách thức do tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Trong đó, vấn đề lạm phát ở các thị trường chủ lực như Mỹ, châu Âu khiến sức mua giảm, đơn hàng sụt giảm, lãi suất tăng cao và chênh lệch tỷ giá. Trong một bức tranh khá ảm đạm, vẫn xuất hiện một vài điểm sáng, đó là xuất khẩu hàng dệt may sang một số thị trường vẫn tăng như Nhật Bản, Australia, Nga, Ấn Độ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dệt may cũng đã mở thêm một số thị trường mới tại châu Phi và Trung Đông. Điều này góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may không bị giảm sâu trong bối cảnh sức mua giảm mạnh. Theo đó, để thực hiện mục tiêu vừa đề ra, từ nay đến năm 2030, ngành dệt may sẽ chuyển dần từ trọng tâm phát triển nhanh sang trọng tâm phát triển bền vững, kinh doanh tuần hoàn. Giai đoạn từ 2031 đến 2035, phát triển hiệu quả, bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước và tham gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu, xuất khẩu và tiêu thụ trong nước bằng các thương hiệu riêng mang tầm khu vực và thế giới. Về xa hơn, định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam là tiến dần lên các phương thức sản xuất mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Để đến năm 2035, việc đóng góp chủ yếu vào giá trị xuất khẩu dệt may sẽ đến từ xuất khẩu các sản phẩm mang thương hiệu Việt. Kính thưa quý vị, theo thông lệ thị trường hàng năm, cứ vào dịp cuối năm khi các chủ trại xả đàn cũng là lúc giá bò và heo hơi sẽ tăng do nhu cầu tăng cao. Thế nhưng năm nay, theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường hiện có dấu hiệu đảo chiều khi giá heo hơi và bò đột nhiên lao dốc khiến nhiều người chăn nuôi cũng vì đó mà lao đao. Theo thông tin từ các thương lái và người chăn nuôi tại Đồng Nai, Long An, hiện mỗi ký heo hơi được thu mua tại các hộ nuôi đang giảm xuống 46.000 đồng, thấp nhất 2 năm qua. Đặc biệt, với giá thành nguyên liệu tăng cao, hiện giá thành để sản xuất ra một ký thịt heo là 55.000 đồng. Với mức lỗ như hiện nay, nhiều chủ trại và người chăn nuôi hiện chưa có suy nghĩ sẽ tái đàn và cho biết sẽ tạm ngưng một thời gian để nhìn ngóng thị trường trước khi quyết định có nên chuyển đổi con giống sang cây trồng hay không. Không chỉ người nuôi heo lỗ nặng mà thời gian gần đây giá bò hơi, gà cũng giảm khiến nhiều hộ gặp khó. Theo các hộ chăn nuôi ở Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, hiện giá bò hơi đang dao động từ 70 đến 76.000 đồng một ký, giảm 20 đến 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hộ chăn nuôi tính toán, để có lời, giá thành mỗi ký bò hơi bán ra phải đạt 85.000 đồng một ký. Còn với mức giá hiện nay, các hộ nuôi đang lỗ đậm. Lý giải nguyên nhân giá bò, heo, gà giảm mạnh, đại diện các thương lái cho biết hiện sức mua trên thị trường khá yếu. Năm nay, công nhân thất nghiệp nhiều nên xu hướng mua sắm hàng Tết rất thấp khiến giá cả hàng hóa không thể bật tăng như mọi năm. Cũng theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, nhu cầu sử dụng thịt các loại liên tục giảm từ đầu năm đến nay. Nếu quý 1, sức tiêu thụ thịt các loại đạt gần 1,3 triệu tấn, sang quý 2 và 3 giảm về 1,1 triệu tấn, thì dự kiến quý 4 sẽ giảm chỉ còn khoảng 1 triệu tấn. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin thị trường tiêu dùng số 160 hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.